Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại khoa Monstech của mình. Ở trong video hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là làm xong đi cái database đúng không? Và tất cả cái state đấy mình đều lưu trữ trong cái biến riêng các bạn nhé. Và video hôm nay thì mình sẽ qua phần login và mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách tiếp cận mới là gì. Mình sẽ đưa tất cả cái state này vào trong một cái object các bạn nhé. Tức là gì ạ? Mình sẽ không để ở biến riêng đó. Một cách tiếp cận khác để gì? Các bạn hình dung rõ rằng là hai cái nó có gì khác nhau các bạn nhé. Rồi, các bạn mở cái login page lên giúp mình này. Và cũng như import cái uState vào giúp mình. uState từ React nhá. Và thay vì gì, mình đặt các cái biến state riêng thì mình sẽ đặt vào cái object chung các bạn nhá. Mình có biến là constant đúng không ạ? Và gì? User chẳng hạn đúng không ạ? Input này. Và gì? Set user input, set user input thì bằng cái bằng uState. uState này thì mình sẽ để ba cái giá trị các bạn nhé. Các bạn nhớ là uState này thì mình sẽ để gì là object này đúng không, và mình có các thuộc tính tương ứng là gì ở đây gồm gì username các bạn này, email thôi các bạn nhé, và password thôi. Ở đây thì mình có email password thôi nhé, login mà. Email là rộng đúng không? Và password là rộng. Thế thì lần đầu tiên mà các bạn mounted vào command này đúng không? Vào login base thì cái thằng này chạy đúng không? Thì mình có một cái object là gì? User input bằng cái object rộng là object này các bạn nhé. Gồm có hai thuộc tính email và password đúng không ạ? Và ở đây thì mình sẽ show ra cái value của nó nhé. Value thì bằng gì ạ? Bằng cái user input các bạn nhé. User input chấm gì ạ? Chấm email. Tương tự ở dưới mình sẽ có là gì ạ? Là chấm password các bạn nhé. Và đồng thời các bạn thêm cho mình cái thuộc tính là gì ạ? Ở email này các bạn thêm cho mình cái một thuộc tính là name thì bằng email. Ở password thì mình sẽ có gì? Name bằng password. Rồi. Lần đầu tiên thì gì? Mình sẽ show ra cái value là rộng các bạn nhé. Và khi mà gì? Khi người dùng nhập vào cái ô input nhé. Mỗi ô input thì mình đều gọi đến một phương thức chung thôi ạ. Thì các bạn thấy là gì? Với cách tiếp cận này thì các bạn có bao nhiêu ô input thì mình cũng sẽ gọi đến một phương thức chung các bạn nhé. Xử lý nhé. Và cách xử lý thế nào thì các bạn để ý mình xử lý ạ. Handle trên nhé. Input. On trên thì mình gọi đến handle trên input này đúng không ạ? Ở dưới thằng password mình cũng sẽ gọi đến phương thức như vậy luôn. Rồi mình sẽ define một phương thức này thôi. Constant bằng các bạn nha, other function. Các bạn console ra giúp mình. Ở đây nhận vào cái default của nó là event các bạn nhé. Các bạn đặt cái gì cũng được, nhưng mình đặt event console.log đúng không ạ? Event chấm gì? Chấm target nhé. Ở đây thì mình sẽ gì không lốc mà mình sẽ chấm đia ra để nhìn rõ cái object này các bạn nhé. Rồi các bạn load lại trang giúp mình nhé. Sau đấy thì các bạn inspect element lên và kịp tắt kiểm tra ấy. Vào một tab gì console này. Và mình xóa cái này đi. Mình nhập là gì email là chẳng hạn V chẳng hạn nhé. Thì các bạn thấy gì, mình đã nhận được cái input này, email này đúng không? Và mình mở rộng ra các bạn nhé, kéo này lên. Các bạn thấy thì ngoài giá trị value này đúng không? Thì nó có một cái thuộc tính là gì? Name. Name là cái thuộc tính mà mình đưa vào đấy. Thì các bạn kéo xuống dưới nhá. Name đây này. Name đây các bạn thấy không ạ? Có một thuộc tính là name đây này. Name là email đây các bạn nhá. Đấy thì tương tự là gì? Thằng password nó sẽ có thuộc tính là gì? Là name là password các bạn nhá. Thế để phân biệt hai cái người dùng khi người ta đánh vào ô email hoặc password thì các bạn dựa vào thuộc tính name các bạn nhé. Đây. Thì các bạn sẽ gì? Chấm target chấm name đúng không ạ? Khi người dùng mà họ đánh vào cái ô gì ạ? Ô name này là Đức. Thì các bạn thấy không? Nó sẽ ra email này. Đánh vào ô password nha bạn nhé. Đấy, nó sẽ ra password đúng không ạ? Rồi.
Thế thì để phân biệt được hai cái thằng input trên thì mình dựa vào cái event.target.name các bạn nhé. Và các bạn nhớ cho mình là gì ạ? Khi handle trên input, mục đích của mình là gì? Mình phải set lại state nhé, để render lại cái component này, để render lại cái value các bạn nhé. Rồi, mình sẽ set khi gọi đến phương thức này thì cái component này sẽ gì render đúng không ạ? Rồi các bạn đưa cho mình vào config ở đây là gì? Là object đúng không ạ? Và cái điều đầu tiên là mình sẽ lấy lại những cái giá trị trước đấy các bạn nhé. Dùng cái cấu trúc là gì? Ba chấm này đúng không ạ? Và mình lấy tên cái user input này. Thế cái này ý nghĩa là gì các bạn? Cái này ý nghĩa của nó là gì? Nó sẽ lấy tất cả các thuộc tính này các bạn nhé. Nó đưa vào đây. Các bạn cứ hiểu là... Đấy. Sau gì nhé? Mình sửa lại một tí nhé. Nó sẽ lấy hai cái thuộc tính này này. Nó sẽ đưa vào đây. Kiểu vậy. Tức là cái dòng này này, nó tương đương với nó lấy tất cả các thuộc tính ở trong cái object này các bạn nhé. Object user input này. Và nó đưa vào dưới dạng là gì? Đúng là thế này đúng không? Và gì mình muốn ghi đè lên thì công việc của mình chỉ là gì ạ? Mình sẽ thêm một cái thuộc tính thôi. Phải các bạn nhé. Mình chỉ cần thêm một cái thuộc tính là gì ạ? Key của nó là gì các bạn? Event. .target. .name. Đúng không ạ? Thì bằng cái giá trị là gì? Event. .target đi ạ. .value các bạn nhé. Ở bên đây là name là gì? Khi các bạn trên là email không? Thì nó sẽ là email bằng cái giá trị ABC nào đấy. Thì nó sẽ ghi đèn lên cái giá trị này các bạn nhé. Thế thì khi mà kết thúc cái handler trên input này, mình sẽ cập nhật được cái giá trị email này. Tương tự password thì mình cũng sẽ cập nhật cái giá trị password này các bạn nhé. Rồi bạn tab vào giúp mình. Và xóa cái này đi. Rồi, để mỗi lần chắc chắn rằng là nó render đã đúng điều kiện các bạn nhé, thì mình sẽ gì? Mình sẽ control.log ra cái giá trị user input ở vị trí này các bạn này. .log cái user input ra. Các bạn load lại trang giúp mình. Và gì ạ? Đây, nó cũng tự động load lại các bạn nhé. Và mình nhập là email chẳng hạn nhé. Việt này. Các bạn thấy không, mình nhập vào cái gì đấy thì nó sẽ in ra cho mình cái email này bằng Việt VV đúng không ạ? Đúng không ạ? E thì nó sẽ ra đó. Nhập password nhé là P nhé. Thì nó sẽ cập nhật luôn cái trường password bạn nhé. Rồi thì đến đây thì mình đã kết thúc là gì ạ? Mình đã lấy được cái giá trị của user input rồi đúng không ạ?